Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục quay lại khu vườn của anh Gấm nha anh em. Ở dưới Cà Lậy Tiền Giang. Ngày hôm nay thì anh có giao lưu với anh em một số gốc mai nha. Chút xíu anh sẽ báo giá chi tiết cho anh em để anh em tham khảo. Anh em thấy giá ok hợp lý thì mình cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Gấm nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề. Những video nào mình gửi số điện thoại hướng là những video đã duyệt thành công hết rồi nha anh em. Rồi anh Gấm ơi, anh cho anh em biết cái địa chỉ mình đâu để anh em tiện giao lưu anh. À, chào anh Phương. Chào chú chú anh chị em. Hôm nay em giao lưu số mai phôi á, giảo Hữu Đức Ghiên. Muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em gần xa cả nước. Địa chỉ em là xã Tân Bình, huyện Cà Lậy, tỉnh Tiền Giang. Rất mong được cô chú anh chị em tiếp tục ủng hộ nha, lâu này ha. Rồi, đầu tiên quay cho anh em tham khảo gốc số 1 cho anh em. Thân lắc lượng. Cái này chiều cao mình khoảng nhiêu anh Gấm? Cao là 1,5 m anh. 1,5 m. Rồi anh quay đi anh, một vòng đi. Để thú hai mặt. Cây để đẹp nha anh em. Đây cành là nhậu. Cốc cành có sẵn. Rồi cái này có xù xiết gì không anh? Dạ không anh. Tất cả là giảo Hữu Đức hết phải không anh? Giảo Hữu Đức Ghiên anh. Rồi mình cô chú anh chị em mình ghép hoặc là để chơi ghiên cũng được nha. Rồi mình cho anh em xin cái thông số luôn Gấm ơi. Thông số em đo vị trí này là 30 hoành anh. Rồi nồi để luôn anh. Rồi đế là 120 anh. Rồi cây số 1 mình giao lưu với anh em giá sao anh? Dạ cây số 1 em giao lưu với giá là 4,2 triệu anh. 4,2 triệu, bao ship toàn quốc 200 km anh. Dạ cái này em bao ship toàn quốc luôn anh. Bao ship cho anh em toàn quốc nha. Rồi góc tiếp theo mã số 2 anh em. Quay cho anh em một vòng. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh Gấm? Cây này cái củ đẹp quá. Chiều cao khoảng 1,7 m anh. Rồi mình xây một vòng đi anh. Cái tủ tròn do như ngóc vậy. Đây anh em. Cái này tạo hồi nhỏ hay sao anh Gấm? Dạ. Rồi mình đó anh em xin cái thông số luôn anh. Số em đo cái eo này là 30 anh. Rồi cái cũ luôn anh. Cái cũ là 48. Rồi áo hết nguyên cái nồi đế được khoảng nhiêu anh? 77 anh. Nồi đế 77 nha anh em. Rồi cái số 2 này mình giao lưu với anh em giá sao anh Gấm? Cái số 2 em giao lưu với giá là 3,8 triệu anh. 3,8 triệu, bao ship toàn quốc nha anh em. Dạ. Rồi góc tiếp theo mã số 3 anh em. Cây chiều cao nhiêu anh? Cao khoảng 1,6 m anh. 1,6 m, cốt cành có sẵn nha anh em. Mấy cây này là tạo từ nhỏ luôn hay sao anh Gấm? Dạ. Đây. Quay cho anh em một vòng nha. Rồi mình cho anh em xin cái thông số luôn anh. Số đo vị trí này là 32 hoành. Rồi mình đo ngay cái co luôn anh. Co khoảng nhiêu anh? Bao cho anh em lo lại nha. Co là 28. Rồi. Rồi anh áo hết nguyên cái nồi đi anh. Nồi đế là 110 anh. 110. Rồi. Cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Gấm? Đây mã số 3. Mình giao lưu giá là 3,2 triệu. 3,2 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi, góc tiếp theo anh em. Cây này một quát đi lên nha anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh Gấm? Cao khoảng 1,7 m anh. Rồi, anh xem một vòng đi anh. Cốt. Thân sắn nha anh em. Rồi mình cho anh em xin cái thông số luôn anh Gấm ơi. Tất cả đều là giảo Thủ Đức hết nha anh em. Chỗ này em đo là 34 rồi. 34. Rồi mình đo cái cũ luôn chứ khoảng nhiêu anh? Anh đo bao anh em đo lại nha. Cũ là 46. Rồi, anh xem một vòng đi anh. Rồi mình cho anh em biết cái giá luôn anh em, tiện giao lưu luôn anh. Cây mã số 4 em giao lưu cái giá là 3,5 triệu anh. 3,5 triệu. Rồi góc tiếp theo anh em ơi, nhỏ mà có vỏ anh em. Rồi anh xem một vòng vòng đi anh. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh Gấm? Chiều cao 1,7 m anh. 1,7 m. Rồi anh xây dưới cho anh em cầm kỹ cái vô đế nha. Cây này nhỏ mini mà nó có vỏ anh em ơi. Rồi mình cho anh em xin cái thông số luôn anh Gấm ơi. Số nồi vị trí này là 21 anh. Rồi nồi đế luôn anh. Nồi đế là 120 anh. 120. Rồi xây lại một vòng đi anh. Cây này thì mình giao lưu với anh em giá khoảng sao hả anh Gấm? Đây mã số, cây mã số 5 em giao lưu với anh em là giá 3,5 triệu. Rồi
Rồi tiếp theo nha anh em, quay cho anh em một vòng một cốt quy lên anh em ơi, cốt cành có sẵn về tạo chơi thôi anh em ơi. Đây anh em, nguyên cái củ đế anh em ơi, củ đế nở nha anh em, đẹp, cây lắc lượng khá là chuẩn cây nha. Rồi mình cho anh em xin cái thông số luôn nhóm ơi, cái bắp chuối nó đã quá trời đã luôn anh em, giá vài triệu gốc anh em đem về dưỡng lên chơi vài năm sau tương lai. Đó, anh em ơi, vị trí này là 34 quạnh rồi, củ đặt luôn anh, này là nguyên khối đặt luôn nha anh em, củ đặt là 55. Rồi mình áo nhẹ sơ cái nồi nó khoảng bao nhiêu anh, mà đế là 115 anh. Rồi 115. Rồi cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Gấm? Cây mã số 6 giao lưu với giá là 3,5 triệu anh. 3,5 triệu. Rồi anh em đem về dưỡng chừng năm mà anh em ơi, có cái giá khác liền. Đặc biệt đây là bao ship cho anh em là toàn quốc hết nha. Rồi góc tiếp theo anh em, hân lắc lượng anh em ơi, y chang con rồng luôn. Rồi mình xây một vòng đi anh, cho anh em xem hết cái bộ đế nữa anh. Mấy cái này là nhiêu năm rồi anh Gấm? Khoảng 5 năm tuổi anh. Rồi cho anh em xin cái thông số luôn Gấm ơi. Số 3 vị trí này là 22 anh. Rồi củ đặt dưới khoảng nhiêu anh? Củ đặt là khoảng 80 anh. Rồi mình xây một vòng đi anh. Đây quay lại cho anh em một vòng nha. Rồi mình cho anh em xin cái giá luôn anh. Dạ cái này em giao lưu giá là 1,5 triệu anh. 1,5 triệu cho anh em. Chắc lại với anh em tất cả đều bao ship toàn quốc hết. Rồi góc tiếp theo mã số 8. Cây này nhỏ gọn anh em ơi, củ đặc. Chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh Gấm? Cốt cành có sẵn hết anh em ơi, về mình tạo lên mình chơi thôi. Chiều cao mình là 95 anh. 95. Rồi anh xây một vòng đi anh. Đây anh em, củ khá là nở nha. Rồi mình cho anh em xin cái thông số luôn anh Gấm ơi. Rồi tại vị trí số 1 nha anh em. Đây, vị trí này là 24 quạnh. Rồi nồi đế luôn anh. Nồi đế là 88. Rồi xây lên một vòng cho anh em tham khảo lại cái nồi đế cái nữa anh ơi. Rồi góc này thì mình giao lưu với anh em giá sao anh Gấm? Cái máy số 8 anh giao lưu với giá là 1,8 triệu anh. 1,8 triệu nha anh em, bao ship toàn quốc. Rồi góc tiếp theo mã số 9 nha anh em, cái đế quá đẹp anh em ơi. Đây quay một vòng cho anh em xem hết vụ đế nha. Đế đẹp như quay văn nha anh em, một cốt đi lên. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh Gấm? Cao khoảng 1,5 m anh. 1,5 m. Rồi anh cho anh em xin cái thông số luôn Gấm ơi. Sớm rồi, dưới này là 30. Rồi mình đã sát dưới đi anh. Sát dưới là 37 anh. Rồi nguyên cái cũ nó khoảng nhiêu anh? Cũ là 58. 58. Rồi anh xây lại một vòng cho anh em xem lại chi tiết anh. Rồi cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Gấm? Cái này em giao lưu giá 3,5 triệu anh. 3,5 triệu. Dạ, tao ship toàn quá. Rồi anh Gấm ơi, mình cuối video mình có nói với khán giả không anh Gấm? Dạ. Dạ mong được cô chú anh chị em gần xa ủng hộ nha. Lô này thôi nhưng mà khá là đẹp, giá mềm dễ chơi. Dạ mình alo là có chốt cây nha cô chú anh chị. Rồi anh em là thích thiện chí liên hệ trực tiếp với anh Gấm nha, qua số điện thoại để phần tiêu đề. Một cây chỉ có vài triệu thôi nha anh em.